Xin hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Bằng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Chương 1: Nguồn gốc và nguy cơ gây ung thư. Tin đồn số 2: Ung thư là do trời phạt. Sự thật là bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể mắc ung thư. Cơ thể chúng ta trông có vẻ như là một hệ thống ổn định, nhưng thực ra luôn có sự thay đổi liên tục. Các tế bào trong hầu hết các cơ quan đổi mới liên tục. Tế bào già cỗi sẽ chết đi và được thay thế bằng tế bào mới. Các cơ quan khác cũng có sự thay đổi khác nhau. Ví dụ như các tế bào thần kinh rất hiếm khi phân chia, trong khi đó các tế bào da, ruột, tinh trùng, trứng, tủy sống có sự phân chia cao và xảy ra trong suốt cuộc đời. Trung bình, một người bình thường có khoảng 30.000 tỷ tế bào. Mỗi ngày cơ thể sản xuất và đào thải khoảng 60 tỷ tế bào. Mỗi khi tế bào phân chia đều có khả năng sai sót và các sai sót này có thể dẫn đến ung thư. Với số lượng rất lớn các tế bào được thay đổi trong cơ thể như vậy, thì nguy cơ xảy ra ung thư là điều dễ hiểu. Thông tin tế bào của chúng ta được ghi chép trong bộ gen và bộ gen được mã hóa bởi các ký tự A, G, G và T. Một bộ gen chứa khoảng 3 tỷ các ký tự. Để đảm bảo tế bào mới hoạt động bình thường thì các ký tự phải được sao chép thật chính xác từ tế bào mẹ sang các tế bào con. Để dễ hình dung, chúng ta có thể so sánh việc này với việc sao chép 500 trang sách đầy chữ bằng tay. Do vậy, một vài lỗi sai trong quá trình sao chép là điều dễ hiểu. Nhưng may mắn là trong cơ thể của chúng ta có trang bị một cơ chế kiểm tra, sửa sai rất hiệu quả, giúp giảm sai sót trong quá trình sao chép xuống còn khoảng một lỗi sai trong mỗi 1 tỷ ký tự sao chép. Khi những sai sót xảy ra trong một gen nào đó, có thể làm thay đổi sự biểu hiện của nó, gọi là đột biến, và ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của tế bào. Các đột biến có thể là nguyên nhân của ung thư khi nó ảnh hưởng đến các gen kiểm soát sự phân chia tế bào. Các gen này có thể nhóm thành hai loại, các gen tiền ung thư, proto-oncogenes, và các gen ức chế ung thư, tumor suppressor genes. Nói một cách dễ hiểu hơn, thì các gen tiền ung thư thường là các gen có vai trò gửi tín hiệu cho tế bào phân chia. Có thể hình dung các gen này như tay ga, chân ga trong xe của bạn. Trong khi đó, các gen ức chế ung thư là các gen gửi tín hiệu ra lệnh tế bào dừng sự phân chia. Có thể xem chúng như cái thắng trong xe của bạn. Do vậy, khi đột biến xảy ra ở những gen này, tế bào của bạn sẽ phân chia không ngừng, giống như bạn bị kẹt chân ga hoặc hư cái thắng trong xe nên không thể dừng xe lại được. Một số gen tiền ung thư và gen ức chế ung thư tiêu biểu. Gen ức chế ung thư, RB. Ung thư liên quan, mắt, bàng quang, vú, phổi. Gen ức chế ung thư, P53. Ung thư liên quan, não, vú, ruột, thực quản, gan, phổi, máu. Gen ức chế ung thư APC. Ung thư liên quan ruột, phổi. Gen ức chế ung thư BRCA1, BRCA2. Ung thư liên quan vú, buồng trứng. Gen ức chế ung thư INK4. Ung thư liên quan thận. Gen ức chế ung thư PTEN. Ung thư liên quan não, da, tuyến tiền liệt, thận và phổi. Gen ức chế ung thư P16. Ung thư liên quan da, tuyến tụy, não, thực quản, phổi, bàng quang. Gen tiền ung thư HER2 new. Ung thư liên quan vú, dạ dày, buồng trứng. Gen tiền ung thư BCR ABL. Ung thư liên quan máu. Gen tiền ung thư EGFR. Ung thư liên quan phổi,
đầu cổ, ruột, tuyến tụy. Gen tiền ung thư VEGF. Ung thư liên quan vú, ruột, thận, phổi, não, cổ tử cung, buồng trứng. Gen tiền ung thư VEGFR. Ung thư liên quan thận, phổi, dạ dày. Gen tiền ung thư BRAF. Ung thư liên quan thận, da. Gen tiền ung thư KRAS. Ung thư liên quan tuyến tụy. Gen tiền ung thư beta-catenin. Ung thư liên quan ruột. Gen tiền ung thư BCL2. Ung thư liên quan máu. Ngoài nguyên nhân do lỗi sai trong sao chép bộ gen khi phân chia tế bào, thì các nguyên nhân từ môi trường bên ngoài như tia cực tím UV, phóng xạ, khói thuốc lá hoặc các chất độc khác cũng góp phần thúc đẩy sự đột biến. Nhiễm một số loại virus cũng có thể gây nên đột biến khi chúng sử dụng bộ máy phân bào của tế bào chúng ta và chèn quán đổi vị trí các gen của tế bào. Ví dụ HPV, Human Papilloma Virus, có thể gây ra ung thư cổ tử cung. HBV, Hepatitis B Virus, hoặc HCV, Hepatitis C Virus, có thể gây ung thư gan. Những tác nhân như trên là ngoại cảnh. Như vậy, nếu tránh các tác nhân này bằng việc thay đổi lối sống thì có thể giảm nguy cơ ung thư. Một số đột biến gen cũng có thể do thừa hưởng từ cha mẹ. Các đột biến gen này có thể có trong bộ gen đơn bội của tinh trùng hoặc trứng và truyền lại cho thế hệ sau. Một ví dụ phổ biến đó là gen mang tên BRCA1, BRCA2. Những người thừa hưởng gen đột biến này trong cơ thể có khả năng dễ bị ung thư vú, buồng trứng trong giai đoạn 30 hoặc 40 tuổi. Những yếu tố này là di truyền, không thể thay đổi được, dù xác suất rất nhỏ. Điều quan trọng cần được nhấn mạnh ở đây là một đột biến không thể gây nên ung thư, mà thường cần nhiều đột biến xảy ra để biến một tế bào bình thường trở thành ung thư, và ung thư có thể xảy ra ở bất cứ người nào. Quá trình từ một vài tế bào phát triển thành một khối ung thư ảnh hưởng đến các tế bào cơ quan xung quanh, hoặc thậm chí di căn đến vị trí khác cần một khoảng thời gian khá dài. Đây là lý do tại sao các bệnh ung thư thường chỉ phát hiện sau vài năm ở những người sống trong môi trường ô nhiễm chứa các chất độc gây ung thư, carcinogen. Vì vậy, thực hiện lối sống lành mạnh, không hút thuốc, không uống rượu, tập thể dục thể thao, ít phơi ra ánh sáng UV cũng giúp giảm bớt tỷ lệ gen bị đột biến và từ đó giảm nguy cơ mắc phải ung thư đáng kể. Sự thật, ung thư không phải do trời phạt, mà thường xảy ra do sai sót trong quá trình phân chia tế bào khi tiếp xúc với các chất gây ung thư. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Băng Tím, Ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.